Quý vị và các bạn vừa thưởng thức nhạc khúc Mùa Đông của Anh với phần thể hiện của nghệ sĩ Nguyễn Hùng. Và vừa đến tiết mục này thì tôi thấy nghệ sĩ Nguyễn Hùng sử dụng một cái cây kèn khác so với ba cây kèn saxophone vốn rất là thân thuộc với anh. Anh có thể nói gì thêm về tiết mục này? Qua nhạc phẩm Mùa Đông của Anh của Trần Thiện Thanh, Nguyễn Hùng muốn cho khán thính giả được thưởng thức một loại nhạc cụ làm bằng chất liệu gỗ, được gọi là cây kèn clarinet, gắn bó với Nguyễn Hùng biết bao nhiêu thăng trầm trên con đường âm nhạc. Vâng, và âm thanh của tiếng clarinet này mang đến cho quý vị khán giả những cảm nhận khác nữa chứ, đúng không ạ? Nó có một âm thanh rất đặc biệt mà quý vị có thể cảm nhận ngay đây là một âm thanh từ tiếng gỗ mà ra, chứ không phải tiếng kèn đồng. Vâng ạ, rất là tuyệt vời, và điều đó có thể thấy là anh rất là say mê với những cái nhạc cụ ở bộ khí nhạc. Đây cũng là sở trường của Nguyễn Hùng, đúng không ạ? Đúng vậy, đây là một báu vật của Nguyễn Hùng thì đúng hơn. Vâng, ngày hôm nay thì anh mang những báu vật của mình đến với trường quay, mang gia tài của mình để khoe với quý vị khán giả truyền hình, cũng như là chia sẻ niềm đam mê với những người yêu thích những ca khúc khí nhạc. Và kính thưa quý vị, cùng với nghệ sĩ Nguyễn Hùng ngày hôm nay thì tôi nghĩ là gia tài của anh không chỉ có những cây kèn, mà còn là những người bạn, những người nghệ sĩ trong ban nhạc của mình. Họ cùng nhau góp phần làm nên một đời sống âm nhạc sôi động tại thành phố Cảng Hải Phòng. Và đó cũng là nội dung mà tôi muốn trò chuyện với anh Lê Hùng ngay sau đây. Vâng, các anh tổ chức biểu diễn và sinh hoạt trong một ban nhạc, trong một nhóm nhạc như thế nào? Và tôi nghĩ là cái quãng thời gian mà các anh gắn bó chắc hẳn là phải rất lâu rồi, thì ngày hôm nay mới có một sự kết hợp ăn ý đến vậy. Chúng tôi thì cùng có một niềm đam mê âm nhạc, nhưng cuộc sống và cách hoạt động âm nhạc của mỗi một người thì lại khác nhau. Cá nhân tôi thì là một người giảng viên của thành phố, cũng như một số anh em bạn bè như chúng ta vừa nghe trên ban nhạc, thì họ cũng làm những công việc khác nhau nhưng đều có chung một niềm đam mê. Và mỗi khi mà chúng tôi có một dự định âm nhạc thì chúng tôi đều cố gắng sắp xếp công việc riêng, và bởi vì chúng tôi biết và chúng tôi có một cái nỗi khát khao trong lòng, chúng tôi muốn cống hiến để rồi nhiều người, không chỉ riêng thành phố Hải Phòng nơi chúng tôi đang sinh sống, mà công chúng cả nước biết tới những sản phẩm âm nhạc của chúng tôi. Cũng chính vì thế mà công chúng lại được gặp gỡ ban nhạc của các anh tại điểm hẹn City Bar. Và tôi rất là muốn anh Nguyễn Hùng có thể chia sẻ gì thêm với quý vị khán giả truyền hình về cái không gian âm nhạc của mình. Nguyễn Hùng có một cái câu lạc bộ City Bar hàng đêm, thì thật sự những người yêu mến Nguyễn Hùng ấy hầu như là một tuần có thể là 6 ngày đến City Bar để nghe saxophone. Mà đã đến City Bar rồi, Nguyễn Hùng hy vọng rằng khi về, khán thính giả không bao giờ quên được những tiếng kèn ấm áp mà trao chuốt với lòng nhiệt tình để gửi đến quý vị khán giả của City Bar cũng như là khán giả của tất cả thành phố. Vâng, vậy là anh tổ chức biểu diễn hàng đêm để phục vụ công chúng ạ? Đúng vậy. Và ngay lúc này thì tôi rất muốn được cùng một lúc nghe đến hai tác phẩm âm nhạc trong album Tình Nhớ của nghệ sĩ Nguyễn Hùng. Và xin mời tất cả quý vị khán giả truyền hình, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân khấu âm nhạc của chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay, và cùng đến với nhạc phẩm Phút Cuối của Lam Phương và Đừng Xa Em Đêm Nay của Đức Huy qua phần thể hiện của nghệ sĩ Nguyễn Hùng cùng ban nhạc. Thank you.